Bạch sư cho con hỏi, đi nhiễu quanh Đức Phật là đi hướng trái hay phải? Khi chúng ta đi á, chúng ta hướng vai phải về phía Đức Phật, hoặc là quý vị đi nhiễu quanh cội Bồ Đề thì quý vị cũng hướng vai phải về phía cội Bồ Đề. Bởi vì theo truyền thống thì khi mình hướng vai phải về phía đối tượng á, tức là mình tôn kính đối tượng đó. Còn khi mà mình khinh miệt đối tượng nào thì mình hướng vai trái về đối tượng đó.